Bạn có tò mò về quá trình lắp đặt cửa cuốn chuyên nghiệp tại Dương Thành Đức không? Hãy cùng chúng tôi khám phá từng bước lắp đặt cửa cuốn tấm liền Stardoor để thấy được sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật viên nhé. Khảo sát và đưa ra phương án. Trước tiên, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi tiến hành khảo sát kỹ lưỡng vị trí lắp đặt. Chúng tôi xem xét mọi yếu tố từ kích thước, kết cấu đến môi trường xung quanh để đưa ra phương án lắp đặt tối ưu nhất. Việc khảo sát chi tiết này giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đảm bảo cửa cuốn được lắp đặt chính xác, an toàn. Lắp hàn giá đỡ cho cửa cuốn và sơn lại toàn bộ khung cửa cho khách hàng. Chúng tôi tiến hành lắp và hàn giá đỡ cho cửa cuốn. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi thực hiện việc này một cách cẩn thận và chính xác, đảm bảo giá đỡ được lắp đặt chắc chắn. Sau đó, toàn bộ khung cửa được sơn lại để đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền của sản phẩm. Chúng tôi luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất để mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Đưa cửa cuốn lên và cố định. Sau khi khung cửa đã hoàn thiện, chúng tôi tiến hành đưa cửa cuốn lên và cố định. Đây là bước đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo, đảm bảo cửa cuốn được lắp đặt đúng vị trí và hoạt động trơn tru. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi làm việc cẩn thận để đảm bảo cửa cuốn được cố định chắc chắn và an toàn. Kết nối nguồn điện và thiết lập các chức năng cho cửa cuốn. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng từng kết nối, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định. Chúng tôi cài đặt các chức năng điều khiển từ xa, cảm biến an toàn và hệ thống dừng khẩn cấp để đảm bảo cửa cuốn hoạt động hiệu quả và an toàn. Lắp đặt các chốt khóa an toàn cho cửa. Để tăng cường độ an toàn, chúng tôi lắp đặt các chốt khóa an toàn cho cửa cuốn. Các chốt khóa này được lắp đặt cẩn thận, đảm bảo cửa cuốn không chỉ an toàn mà còn dễ dàng sử dụng, kiểm tra và bàn giao. Cuối cùng, chúng tôi tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa cuốn. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết, từ việc mở trên đóng cửa, kiểm tra các cảm biến an toàn đến việc điều chỉnh các thông số kỹ thuật. Sau khi đảm bảo mọi thứ hoạt động hoàn hảo, chúng tôi bàn giao cửa cuốn cho khách hàng. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng khách hàng được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng và bảo trì cửa cuốn. Dương Thành Đức cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ lắp đặt cửa cuốn chất lượng nhất.